đó cái chùm đó đó. Hồn nhiên không biết do yêu em đâu. Em đi như là bay vào trong lòng phố. Ăn không? Thôi. Đôi môi đen mà Thảo là nhảy lên cây nhãn ăn đó chứ làm gì. Thôi cho con lên đi con sao hát vang chơi chơi tròn kia. Trời chứ ăn thiệt kìa mẹ. Trời nước nó văng ra luôn kìa. Mệt thật ảo á. Mẹ làm ăn nữa. Ừ thôi ăn bên ngon. Đi ăn thử coi. Chị mày đi, chị mày đi xa. Mẹ đâu vậy? Trời ơi, ngon quá. Oh my god. Oh my god. Nó mềm. Nó không giống chợ, chợ ngày qua ăn giống mà nhẵn nhục vậy. Ăn phải nhục nữa. Trời ơi, trời mẹ chưa được ăn. Trời ơi, vừa chặt vừa nói. Vừa nói vậy đó. Cái này chặt nó có trái mà. Hả? Cái này chặt nó có trái mà. Đó, chặt được con bên, con bên kia, chặt gì vậy? Con ăn nó ngạo nha. Thôi được rồi. Thôi. Cũng vậy đó. Mới từ được xíu nhau. Cái trái này nè, không ngon. Cứ ta lên chợ, khó ăn được nè. Mày hái ăn đi. Tao nó hái được, sao lắm. Ý đó là thèo hái. Thôi, nhảy lên thôi. Nè. Trời cái nhãn đang đẹp tự nhiên có mấy bịch này vô nhìn vô duyên quá. Trời ơi bà ấy phải làm gì vậy? Nhà nuôi khỉ ở đâu vậy? Có hai chùm cao. Nhưng ta tới được. Gãy chân nghỉ gì đi. Nhiều ghê. Từ ăn cái đó đi. Ngon không? Có cáo. Có cáo quá trời. Trời ơi con nè. Thôi sao ăn chút rồi nè. Tiểu đường. Ngon quá. Cái này giống như cái này giống chương trình nấu ăn quá vậy. Ngon quá. Giống bài Huyên Thi giống rồi á. Ngon á. Trời ơi. Còn một cái nữa. Đi được chưa?
cho tròn tình.